Thì đây là một trong những cái cách thức cho mình là tháo cái nắp nó ra. Ok, bây giờ cái nắp nó bây giờ mình vặn nó vô bằng tay như vậy, vặn nó vô bằng tay ra ra như vậy. Nhưng mình nếu mà mình vặn nó ra thì mình vặn bằng cái kềm như thế này, cái kềm như thế này mình vặn như vậy. Ok, dạ cái kềm nó như thế này. Ok, dạ đây đây là một trong những cái nắp mà nó có cái gasket thôi. Nếu mà mình dùng lại thì mình sẽ lấy, nếu mà mình dùng lại cái nắp đó, thì mình khoan cái lỗ này đi, mình lấy cái miếng này đi, hoặc là mình khoan cái lỗ trong đây này, cái lỗ này này mình cắt nó đi. Ok, cắt cái lỗ đi thì nó vừa đủ để cho mình làm sao đó mình cắt cái lỗ này, cái ngang này đi để cho nó đi qua. Thì cái chỗ này nó thì để nó cho nó stop. Ok, thì đây thì cái loại thùng này hôm nay thì mình cắt như thế này, thì họ hôm nọ thì mình cắt nó sát nó mép dưới này, mép trong này, nó trong này. Ok, mình hôm nọ mà cắt cái sát mép như này, họ không thích, thì bây giờ mình cắt cái mép này. Okay. Thì đây là một cái là mình để mình khoan nó như thế này, mình khoan lỗ như thế này, xong mình cắt như thế này. Dạ như đây thì nó có một cái loại lắp như thế này thì mình không dùng đến được cái này, thì mình cái này nó chỉ bít thôi, thì cái này đó mình để cái mép trên như thế này. Ok, còn cái dưới này đó thì mình xài cái van. Nếu mà mình giữ nguyên thùng như vậy đó thì mình có thể cắt cái lỗ ở ngay giữa này, sau này một cái lỗ tròn hoặc là cái lỗ vuông đó, để mình thò tay vô mình rửa mé trong này. Dạ, đây là một cách thức để mình có thể khoan, mình khoan ở chỗ này, mình khoan cắt cho này. Càng sát càng tốt. Mình khoan ngang như vậy. Đó là một cái cách thức ha. Dạ rồi, đây là cái lưỡi cắt của mình sẽ mua một cái loại như thế này, rồi mình xong rồi mình dùng cái lưỡi như này. Thì nếu mà mình cắt ngang á thì mình dựa, mình tựa cái này vào trong cái thềm này, mình cắt ngang như vậy, còn nếu mình cắt thẳng thì mình cũng cắt dọc theo cái hướng này cũng được, cắt vô đây hay là mình cắt thẳng vô đây. Thì nếu mà mình cắt vô đây đó thì cái này thì nó vừa vô trong đây luôn ha. Mình cắt từ đây thì mình lấy cái đồ mài đó, mình mài lại cho được khỏi đứt tay. Nhưng mà người ta dặn là khi mà mình cắt như sát như vậy đó thì cái thùng này nó không có méo, nó không có méo cái miệng này. Ok, thì họ thích rằng là như vậy. Ok, họ thích là như vậy. Thì cái loại thùng này đó, nếu mình một cách nữa là mình cắt ngang như vậy, cắt ngang như vậy. Ok, cắt ngang như vậy đó, xong rồi mình khi mà mình đổ nắp vô đó, hoặc là mình đổ nước đó, thì nó không có méo, nó không có móp. Mà nếu mình để khô đó, mình để khô như vậy mà không có gì đó, thì ánh nắng mặt trời nó sẽ khô và nó nứt. Mình phải bỏ đất vô hay là nước vô đó thì nó giữ được lâu, nó không có không có hư. Ok, nếu mà mình dùng cái thùng này để mà mình làm cái phao đó, thì ở đây nó là cái 2x4, mình để cái 2x4 là xong mình khoan cái lỗ, ở đây này, xong mình giữ nó lại, thì mình để cái 2x4 ở đây, xong mình để cây ngang nó trên này. Ok, cây ngang nó như vậy ha, nằm trên này. Ok, thì cái 2x4 hoặc là 2x6 cũng được, nằm ngang ở đây. Thì một cái thì nó hướng như vậy, còn một cái bên kia thì mình lật ngược trở lại, thì mình cứ nối như vậy. Đó, mình nối sát luôn như vậy, thì mình đặt cái cây này nó ngang qua như vậy, xong rồi mép bên kia thì cái này mình lật lại mép bên kia thì mình làm được cái phao, dạ ở giữa rồi mình cách ra khoảng chừng bao nhiêu cách cũng được, nhưng mà cái phao này đó thì cái đà của nó là mình làm một cái phao, mình làm nhà hay là mình làm một cái tàu cũng được. Ok, dạ đó là một cách mình khoan một cái lỗ đây, khoan một cái lỗ ở cái mép này thì nó dày lắm, cái mình bắt vít vô trong cái cây 2x4 hoặc là 2x6 đó. Thì cái
cái map trên này đó là mình sẽ đặt một cái 2x6 nữa nằm ở trên này. Thì đó là một cái dàn, còn dưới này thì mình không cần đến, dưới này thì dưới kia thì không cần đến, nhưng mà mình phải để ngang như vậy ha, để ngang như vậy, để ngang nó như vậy. Thì cái này nó là cái top. Ok. Xong xong rồi mình vặn cái nắp này vô để cho nó khỏi thêm nếu mình không vặn vô thì nước mưa nó vô, hoặc là mình lấy cây gỗ đó mình bỏ vô cũng được. Nhưng mà ở dưới này thì nó đã có hơi rồi, có hơi rồi. Ở trên này mình còn dùng gỗ cũng được để cho nước nó khỏi vô thôi. Nước khỏi vô. Nếu mình chập hai cái như vậy á thì nó rất là mạnh, thì cái mạch nước nó thì nó có thể nó tới đây thôi, nó không có vô được trong trong cái thùng này. Ok. Dạ đây là cũng cũng một cách thức mình dùng cái van để mình bắt thấy cái dưới này cái ở dưới ngay dưới ha. Thì đây là cái van ở đây. Ok, là C-spy, cái valve ha. Dạ ở trên này thì mình dùng một cái valve như thế này nữa. Cái bé bên trên kia thì cái lỗ nó trống ha. Mình khuét cái lỗ trống hoặc là mình vít nó vô luôn để cho nước nó lên cao, là bởi vì ở phía trên nó là mình khoan mình cắt một cái miếng ở phía trên đó, là nó khoảng ở chừng bề ngang 4 inch, bề dài đó là 6 inch. Nếu mình thò tay vô mình rửa cái thùng này, rửa xong mình ngâm nước một thời gian đó, xong rồi mình mới xong mình thả nó đi, thả đổ rửa cái gì đó. Còn còn sau này đó thì sau có chừng 1 tháng hay 2 tháng hay là 3 5 6 lần đó thì mình dùng cái nước đó để mình tưới cây cũng được. Dạ đây cũng là một cái loại thùng khác, mình xài cái van như vậy. Thì cái van này nó mình mua ở chợ chợ lô Home Depot thì nó cũng có, nhưng mà mình không có thích cái loại van nó lắm. Hai cái chợ nó có những cái contract nó khác nhau ha, contract về cách mà mua cái vendor của cái van này đó, thì cái màu nó khác. Thì mình thích cái lỗ nó to lắm, lỗ nó to. Dạ đây là cái ống nước mình bắt vô trong cái ống cái van của cái nhà đó. Ok. Thì cái này nó vừa trong cái này ha. Vừa trong cái này nó mình vặn nó vô. Okay. Thì nó mình mua ở ngoài ngoài Home Depot đó, hoặc là mình mua chợ lô, nó ngắn cũng được, nhưng mà mình thích dài để mình bỏ tay vô mình vặn nó vô ha. Ok. Thì cái ống này nó là dường như là 5/8 vậy. Nó bị mất cái con số rồi. Dạ đây kiếm thấy rồi, đây là nó đề là ID, ID là phía trong á, water hole, water 5/8. Ok, 5/8 ha. Ok. Cái này nó là 150 psi. PSI 100 150 ha. Ok. Dạ đây là một cách thức để mình có thể tiết kiệm. Đây là cái converter là 750 W ha. Mình xài một cái này. Okay. Thì cái bình điện này đó nó lại là 1.000 ha, 1.000 1.000 marine khoan kênh em. Ok, ngày nguyên khoan kênh em. Ok, mình chuyển nó qua là bởi vì nó có hai cái này ha, bắt hai cái cột này. Ok. Thì bây giờ mình qua bên này mình cắt ngay. Ok. Thì như mình xỏ vô rồi đó ha. Thì cái mép này thì nó mình canh xong nó ngay chỗ cái mép này, hoặc là mình đứng nó lên cũng được. Đứng lên là mình đọc theo cái mép này. Ok, nó sẽ không có perfect đâu, nhưng mà mình có người thì họ muốn giữ lại cái này, giữ cái nắp này, thì mình cắt xong mình giữ lại cái nắp này cho họ. Ok.